10 câu chuyện cuộc đời xúc tích, ngắn gọn, 10 bài học giá trị. Còn sống còn thở là còn học hỏi, có rất nhiều cách thức học khác nhau. Học qua sách vở, qua báo chí, qua loa đài truyền thông và lắng nghe những câu chuyện cuộc đời ngắn gọn, xúc tích, từ ngẫm cũng là một cách thức học hỏi những điều hay lẽ phải. Vân Anh mong quý vị khán thính giả hãy dành chút thời gian để nghe chuyện mỗi ngày nhé. Câu chuyện thứ nhất, sinh tâm nghi ngờ bị ma ám. Ngày xưa có một ngôi nhà cổ mục nát, rong rêu phủ kín, bởi vì nhiều năm không có người ở nên thường có ma, chẳng có ai dám đến ở. Một hôm có một người đi lỡ đường, vì gã đến đây trời đã về chiều nên hỏi thăm người địa phương. Này anh, cho tôi hỏi nơi đây có nhà trọ không, hoặc có nơi nào có thể ở tạm được không? Người kia đáp, ở đây không có nhà trọ, vậy có nơi nào tạm ở qua đêm được không? Ở trong thôn này có một ngôi nhà cổ không có người ở, anh có thể đến đó tạm nghỉ. Nhưng mà tôi nghe ngôi nhà này thường có ma, nếu anh không sợ thì đến đó tạm nghỉ đi. Cảm ơn anh thật quá tốt, tôi không có sợ. Vì thế người lỡ đường đến ngôi nhà này. Bây giờ trời đã tối, lại có thêm một người lỡ đường đi ngang qua nơi đây, hắn cũng hỏi thăm nơi tạm nghỉ qua đêm. Người trong thôn cũng chỉ hắn đến ngôi nhà cổ và cũng nói là nhà có ma. Hắn nói tôi không sợ ma, do đó hắn cũng đến ngôi nhà này. Gã lỡ đường đến trước ngôi nhà cổ muốn vào, nhưng cửa đóng chặt im ỉm. Gã cố sức đẩy mạnh vào bên trong ở trước. Trong lúc gã định nghỉ ngơi thì không ngờ có tên lỡ đường đến sau xô cửa. Vì vậy gã chặn cửa lại và nói, ác ma này, vì sao mới vừa tối lại đến quấy phá giấc ngủ của ta? Tên ở bên ngoài quát, còn ma ích kỷ này thật đáng ghét, vì sao không chịu mở cửa để ta đứng bên ngoài? Nếu như ta phá cửa vào được, ta sẽ lột da ngươi, rút gân ngươi. Hai tên cãi lộn ôm sòm suốt đêm, cho đến khi kiệt sức vẫn còn đứng đó. Khi trời tảng sáng thì họ mới biết đều là đi lỡ đường. Bài học đạo lý, ở đời vì tâm nghi ngờ mà xảy ra nhiều chuyện phải trái. Kẻ làm chồng nghi ngờ vợ không còn trinh tiết, vợ thì nghi ngờ chồng ngoại tình, cũng là việc rất bình thường. Còn tất cả những chuyện thị phi khác, phần nhiều đều do tâm nghi ngờ mà dẫn đến ẩu đả, đánh nhau long trời lở đất. Chuyện này đâu đâu cũng có, kết quả hai bên đều thiệt hại. Nếu như chúng ta bình tĩnh giải quyết sự việc thì tất cả đều trở nên dễ dàng. Kế đến, trên không thương yêu, dưới không trung thành. Mặc dù đâu đâu cũng có, nhưng nếu hai bên đều không có tâm nghi ngờ thì vẫn có thể duy trì mối quan hệ bền lâu. Nó không chừng gần gũi lâu ngày có thể hóa giải tâm lý xung đột. Bằng không cứ ấm ức mãi trong lòng, khi có cơ hội bùng phát ra thì không có cách gì giải hòa được. Hoặc tranh giành cấu xé nhau, toan tính hại nhau đều là việc xấu. Nếu như một người nghi ngờ, một người không nghi ngờ, thì người không nghi ngờ mới là thắng lợi cuối cùng. Nghi ngờ có thể tăng thêm sự hiểu biết, nhưng cũng đưa đến cãi nhau chuyện đúng sai. Điều này phải nhìn lại vấn đề nên nghi hay không. Chúng ta dùng người hay dùng vật cũng như vậy. Bản thân nghi ngờ không có tốt xấu, chỉ là dùng người có sai khác, tà chính khôn dại. Nghi có thể sinh ra oán hận, nghi cũng có thể phát sinh Phật, trí huệ. Chỉ có khác nhau vì sao đưa đến nghi ngờ. Có hạng người vì sao sinh nghi ngờ bị ma ám, vì sao phần đông không sinh trí huệ? Đây chính là vấn đề ứng dụng nghi ngờ, phải không? Câu chuyện thứ hai, vợ chồng dành ăn. Ngày xưa có cặp vợ chồng nọ rất ham ăn. Một hôm bà hàng xóm đi chợ mua thức ăn, sáng dịp bà mua luôn một bao bánh. Gặp vợ chồng này, bà cho họ 3 cái. Vợ chồng chia nhau mỗi người ăn 1 cái, còn lại 1 cái vợ muốn cầm lên ăn, nhưng chồng bảo, ta là chồng của nàng, là trụ cột trong gia đình nên ta đáng ăn cái bánh này. Do đó gã chồng định cầm cái bánh lên ăn, mụ vợ liền ngăn lại. Đàn ông các anh thường bù khú bên ngoài nhậu nhẹt ăn uống,
cho nên cái bánh này phải nhường cho thiếp. Làm phận đàn bà phải biết tam tòng thứ đức, bất cứ việc gì đều phải nhường cho chồng mới là vợ hiền. Nàng hãy nhường cho ta ăn cái bánh này đi. Chàng làm chồng phải biết thương yêu vợ, phải quý thân liễu tai yếu chân mềm mới là người chồng tốt, cho nên chàng để thiếp ăn cái bánh này. Chỉ có một cái bánh mà chúng ta tranh cãi nhau hoài cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ bằng chúng ta thi cá độ một lần, nàng có bằng lòng không? Thi cá độ là như thế nào? Chúng ta hãy đặt cái bánh ở giữa, ta ngồi một bên, nàng ngồi một bên, không được cựa quậy, không được nói. Người nào động đậy hay là nói trước là thua, người thắng được ăn bánh. Như thế có được không? Được, lời nói như đinh đóng cột nhé. Do đó, hai vợ chồng ngồi im từ sáng đến tối vẫn không ăn uống, cũng không đi đại tiểu tiện. Lúc đó có một tên trộm đi ngang qua, nhìn thấy vợ chồng ngồi cứng đơ một chỗ, liền lén vào nhà trộm đồ. Các vợ chồng đều thấy tên trộm vào, nhưng vì thi cá độ ăn bánh cho nên ai cũng giả như không thấy, cũng không hỏi không nghe. Tên trộm lấy hết đồ đạc, của cải trong nhà bỏ vô bao, hắn lặng lẽ đi ra. Cả hai đều thấy. Lúc này mụ vợ nhìn không được, quát to lên. Đồ đạc trong nhà của chúng ta để tên trộm lấy đi hết mà còn ngồi lì ra ở đó. Mau chạy ra bắt tên trộm đi. Người chồng vui mừng reo lên. Hay quá, ta thắng rồi. Gã chẳng đếm xỉa đến chuyện bắt tên trộm, chỉ lo đưa cái bánh vào miệng mà nhai, còn vênh váo hét to. Ta thắng rồi, ta thắng rồi. Bài học đạo lý. Vợ chồng này thắng cái gì? Chỉ thắng được một cái bánh mà củ cải trong nhà bị tên trộm vơ vét sạch. Thế gian có người nào ngu xuẩn như thế không? Đây chẳng qua là câu chuyện thí dụ. Dù cho mọi người ở đời hằng ngày luôn bận rộn tính toán tranh giành. Vì cái gì? Vì ăn ba bữa hay gom góp của cải? Địa vị danh vọng, giàu sang. Những thứ này đều như mộng huyễn, bọt nước, giống như một cái bánh mà thôi. Nhân cách đạo đức và trí huệ của mỗi người là tài sản vô lượng. Con người chỉ tính toán tài sản mộng huyễn hữu hình, đánh mất tài sản vô hình mà chẳng biết. Thực sự, thân này phải cần cơm ăn áo mặc, chỗ ở, phương tiện đi lại. Gia đình quyến thuộc cũng phải cần vàng bạc của cải để phòng thân. Chúng ta có tài sản hữu hình để tha hồ hưởng thụ ngay hiện tại. Nhưng tài sản vô hình là nhân cách, đạo đức, huệ mạng không nhìn thấy được, sờ không được. Cuối cùng có sử dụng được nó không? Vẫn không biết. Vậy cần gì bỏ gần tìm xa để tìm tương lai mờ mịt như thế? Đây là vấn đề tín ngưỡng, vấn đề trí huệ, cũng là vấn đề tầm nhìn xa rộng. Người có nhân cách, có đạo đức, có trí huệ thì mới có thể hưởng thật sự, không cần cầu vào tương lai. Tương lai là càng hưởng mãi không hết cũng là sự thật. Nếu là người thông minh thì tự mình có thể suy xét, tự mình chọn lựa tiền đồ cho chính mình. Chọn đúng thì tương lai hưởng mãi không hết. Nếu chúng ta chọn sai thì đau khổ vô cùng. Câu chuyện này cho chúng ta một bài học sâu sắc. Câu chuyện thứ ba, hận thù khó quên. Ngày xưa có anh A, một hôm trong buổi đãi tiệc, anh bị một đại thần hủy nhục ngay tại chỗ, làm cho anh không chịu được. Hắn khinh khi nói, hôm nay khách của ta đến đều là những người có địa vị uy tín và biết lịch sự, lễ phép. Chỉ có những kẻ thấp hèn không biết lễ phép, lịch sự, không mời mà đến, ngồi trong bữa tiệc như thế này. Quả thật, làm cho chúng ta vô cùng xấu hổ. Kẻ thấp hèn này lại ngồi đối diện với ta, làm cho ta nôn mửa ăn không vô. Các bạn thấy có xui xẻo không? Anh giận run lên quát. Mày hơn tao được bao nhiêu, chẳng qua mày được làm quan đương triều, giàu có ở vùng này, nên tỏ ra ta đây chứ gì? Mày ở đây mà không phục ta phải không? Không phục thì hãy nếm quả đấm của ông đây. Do đó, anh A vô duyên vô cớ bị đánh một trận. Anh ta hét lên. Mối hận này ta không bao giờ quên. Vì thế, trải qua hơn mười mấy năm, anh ta ăn không ngon ngủ không yên, luôn nghĩ đến mối hận, nhưng chưa tìm được cơ hội báo thù. Cho nên, anh ta đau khổ suốt mười mấy năm,
lại bị lửa sân hận thiêu đốt ngần ấy thời gian. Một hôm, tình cờ anh gặp người bạn hỏi: "Anh A làm sao thế? Tôi nhìn thấy sắc mặt anh sầu khổ suốt ngày. Anh có tâm sự gì không? Nếu có tâm sự, nói ra thử xem. Không chừng tôi nghĩ cách giúp được anh đó." Anh ta được dịp trút hết nỗi oán hờn, ôm hận suốt mười mấy năm. Anh ta kể lại đầu đuôi câu chuyện cho người bạn nghe. Người bạn hỏi: "Vậy anh muốn trả thù phải không?" Anh A đáp: "Đúng thế. Suốt mười mấy năm tôi luôn nhớ đến mối thù này. Anh có cách nào giúp tôi không?" "Có rồi, nhưng anh cũng phải trả giá rất đắt." Người bạn ấp úng không dám nói ra. Anh A hối thúc: "Anh cứ nói ra đi, cho dù trả giá như thế nào tôi cũng bằng lòng." Người bạn nói: "Có một loại ma chú gọi là chú Tỳ Đà La, uy lực rất mạnh, có thể hại được kẻ khác. Nhưng mà khi anh trì chú, tuy hại được đối phương mà đồng thời cũng hại chính mình. Anh hãy suy nghĩ kỹ có nên đem đau khổ của mình để hại kẻ thù, hoặc đem sinh mạng của mình để hại sinh mạng đối phương." "Bất cứ giá nào tôi cũng phải trả thù, tôi bằng lòng làm thử việc này." Do đó, anh ta trì chú Tỳ Đà La để trả thù đối phương cũng là hại mình. Kết quả, hai bên cùng chết. Tâm sân hận, hại người thật là khó trừ. Bài học đạo lý: các vị đại đức, tất cả chúng sinh đều có tâm sân hận sai khác nhau là nhiều hay ít. Khi sân hận nổi lên, chúng ta quên mất chính mình, đánh mất lý trí. Lúc này, nếu như chúng ta suy nghĩ lại, ta có làm điều gì sai không? Hay là do người đó? Vì sao họ đối xử với ta như thế? Chúng ta bình tâm suy nghĩ kỹ, then chốt vấn đề ở đâu. Thiên hạ không có việc gì mà không giải quyết được. Chỉ có người đánh mất lý trí hoặc thích làm theo ý của mình thì mới xảy ra tranh cãi không thể hòa giải được, nên cả hai đều thiệt hại. Chúng tôi nói xa hơn một chút, sẽ kết oán thù nhiều đời nhiều kiếp cũng chỉ vì việc rất nhỏ mà dẫn đến. Như thế, người đời sân hận chẳng phải giống như chú Tỳ Đà La. Cho dù bạn thắng cũng tốt, thua cũng được, nhưng đều phải trả giá rất đắt. Tại sao chúng ta cứ sân hận? Làm thế nào có thể tiêu diệt được sân hận? Đức Phật dạy: một niệm sân hận khởi, liền mở tám vạn cửa chướng ngại. Cho dù người có lý trí, có thông minh, có học vấn, nhưng khi sân hận bốc lên thì lý trí bị che lấp. Làm việc không theo đạo lý cũng không nghĩ đến hậu quả, dẫn đến làm những việc bất trung, bất nghĩa, bất hiếu. Nếu như người nào luôn ôm mối hận thù thì hàng ngày có ăn sơn hào hải vị cũng chẳng thấy ngon. Còn người tâm an lạc, cho dù ở rừng sâu núi thẳm, ăn uống đạm bạc mà vẫn sống vui vẻ. Vì sao? Vì họ không có phiền não khổ đau, không có sân hận. Vì thế, mọi người không có sân hận là đời sống thanh nhàn. Kẻ ôm sân hận thì tâm luôn đau khổ. Chúng ta làm thế nào diệt trừ được tâm sân hận? Chúng ta vừa hiểu rõ nguồn gốc tâm sân hận, từ nhân đến quả và quan hệ lợi hại của nó, vừa nỗ lực hành trì Phật Pháp thì mới có thể hàng phục được ma vương này. Câu chuyện thứ tư: tính xấu khó sửa. Thuở xưa có một gã thanh niên nhờ cần cù làm việc, sống tiết kiệm trở nên khá giả. Nếu như hắn tiếp tục siêng năng làm việc như thế thì nhất định sẽ giàu nứt đố đổ vách. Nhưng con người có nhược điểm, ăn no nghĩ đến chuyện sinh hoạt tình dục. Nếu như hắn lập gia đình, chí thú làm ăn thì chẳng có chuyện gì để nói. Nhưng tính xấu của con người, đường thẳng không chịu đi lại vào đường gập ghềnh quanh co. Con người khi nghèo thiếu thì lo phấn đấu làm việc tìm cơm ăn áo mặc, nhà ở. Khi cuộc sống đầy đủ, sinh ra cờ bạc, nhậu nhẹt, bê tha. Chúng ta học điều tốt thì rất khó, nhưng học theo thói hư tật xấu lại rất dễ dàng. Nếu cứ sống buông thả theo thói quen, nhiễm lâu ngày thật khó bỏ. Gã thanh niên này không chỉ biết nhậu nhẹt bê tha, mà tất cả thói hư tật xấu của con người hắn đều có đủ. Như việc làm thì tự tư tự lợi, chỉ biết bản thân mình. Một chút cảm thông với mọi người cũng chẳng có, muốn bóc lột mọi người để mình được lợi. Dễ nổi giận, tính
tình nhỏ mọn, không biết phải trái, thường tranh cãi với mọi người. Nói tóm lại, tất cả thói xấu ở đời hắn đều hội đủ. Đây là bản tính tự nhiên hay là thói quen? Là do tiêm nhiễm từ đời này hay do tích tập từ đời trước? Bài học đạo lý. Người Trung Quốc có rất nhiều truyền thống phong tục tập quán, như việc tang cưới để có những điều kiêng kỵ và nghi lễ. Việc cưới vợ gả chồng phải chọn ngày lành tháng tốt, phải nói điều tốt đẹp, kỵ nói những điều không hay, và lấy cành trúc buộc lại để cúng tế, treo một miếng thịt heo cúng cọp trắng, dùng mộc bát quái để cúng tế, lấy vải lụa màu hồng cột sen hoa, bên cửa treo một củ cải, biểu thị màu sắc đẹp, vân vân. Đều là truyền thống tập quán. Làm như thế thì vợ chồng sống hòa thuận hạnh phúc, còn ngược lại là bị xung khắc. Việc tang cũng có rất nhiều điều kiêng kỵ và nghi lễ. Trước tiên phải chọn ngày giờ nào có thể nhập liệm, di quan, đưa đám, cúng bảy thất, cúng 100 ngày, cúng lễ tiểu tường và đại tường, mua nước tắm thân thể, phải đốt vàng mã liên tục, thắp đèn sáng suốt ngày đêm. Khi di quan, con cháu phải quỳ trước nhà, mời người bên ngoài đến đóng đinh, con cháu phải lạy đầu heo. Lúc đưa quan tài đi, trên đường rải tiền giấy giả liên tục, cầm ngọn đuốc cháy sáng. Cúng sơ thất là 7 người nam, cúng thất thứ 3 là 7 người nữ, cúng thất thứ 5 là 7 đứa cháu. Con trai thì mặc đồ vải xô, con gái thì bịch khăn tang, vẫn để kho tiền, đập bồn máu, phá địa ngục, vân vân. Con gái phải khóc lóc kể lể, khi ăn phải đứng, trong 100 ngày không được cắt tóc, không được mặc y phục màu đỏ, xanh, vân vân. Nghi thức rất nhiều. Tục ngữ có câu, không thêm lệ mới, không bỏ lệ cũ. Vì thế, không có người nào dám sửa đổi những nghi thức này. Đi xa, xây nhà cửa, đặt đòn dông, về nhà mới, tổ chức sinh nhật, đều phải chọn ngày, là phải đãi mời khách. Cưới vợ gả chồng, cúng đầy tháng cho con, việc tang đi xa trở về, chúc thọ cha mẹ v.v. đều phải mời đãi khách. Thời xưa, xã hội nông nghiệp có thể nói mọi việc đều dựa vào thần ban phúc, cúng lễ lại hay cúng thức ăn ngon. Nhiều lần có kẻ ỷ vào thần gây họa, kiếm tiền nhưng dùng đãi khách. Tục ngữ có câu, đạo lý đối nhân xử thế, giúp đỡ người chu đáo, cho cơm ăn áo mặc đầy đủ. Như thế, lại thần là lại đến cùng. Đây là thói quen tốt hay thói quen xấu? Người ỷ có tiền giao tiếp bạn bè rộng rãi, kẻ không tiền thì thảm hại. Muôn sự ở đời đều dựa vào lý trí mà chọn lựa tài chính. Không thể theo phong tục tập quán từ xưa mà không thể sửa đổi. Sửa đổi tính xấu làm cho con người tiến bộ, thói xấu là mê tín của con người. Chẳng những người Trung Quốc có mê tín, mà người nước ngoài cũng có nhiều thói xấu và mê tín. Nếu như thời đại khoa học kỹ thuật, người đời sau phổ biến học thuyết của người đời trước là tiến bộ, nhưng luôn y theo tập tục mê tín không thể sửa đổi. Vì sao? Đây là vấn đề chúng ta cần tìm hiểu. Câu chuyện thứ 5. Nếm thử hết trái cây. Ngày xưa, có một trưởng giả rất giàu, thường ngày ông rất thích ăn trái cây. Có một vườn trái cây cách nhà ông không xa, nên ông thường sai người đến đó mua về. Một hôm, ông gọi người hầu mới đến đi mua trái cây. Ông dặn, con hãy lựa những trái chín thơm ngọt, đừng lấy những trái sống chua chát. Tên hầu ngoan ngoãn đáp, thưa ông chủ, nhất định con sẽ mua những trái chín thơm ngọt về cho ông. Tên hầu đến vườn trái cây liền hỏi chủ vườn, ông ơi, trái cây ở đây có chín thơm ngọt không? Chủ vườn đáp, đúng thế, ở đây chúng tôi bán trái cây đều chín thơm ngọt. Ông vui lòng cho tôi nếm thử được không? Được, xin mời anh. Thế là tên hầu hái xuống, cắn nếm hết trái cây này đến trái khác. Kết quả, một đống trái cây hắn hái xuống đều cắn nếm thử hết. Nếu như hắn nếm thử một, hai trái, thì chủ vườn sẽ không tính. Nhưng mà hắn cắn nếm thử hết một đống trái cây, nên chủ vườn bắt hắn phải mua hết. Vì thế hắn mua hết trở về nhà. Khi hắn về đến nhà, trưởng giả thấy đống trái cây đều cắn qua hết liền hỏi, việc này là thế nào? Hắn trả lời, thưa ông chủ, chẳng phải ông đã dặn con mua tất cả trái cây chín thơm ngọt.
Đúng vậy. Vì thế, mỗi trái con đều cắn nếm thử, bảo đảm phong chủ đều thơm ngọt tuyệt vời. Trái cây mà ngươi đem cắn hết, làm sao ăn được? Còn không cắn, làm sao biết được nó có thơm ngọt không? Trưởng giả tức giận đùng đùng, nhưng không nói được. Ông cũng không biết xử lý đống trái cây này như thế nào cho ổn thỏa, đành sai người ném hết vào đống rác. Bài học đạo lý: con người sinh ra ở đời đều có kiến thức tư tưởng không giống nhau. Người có kiến thức nghe một biết mười, xử lý sự việc đều rõ ràng hợp tình hợp lý, bất cứ việc gì cũng làm cho mọi người hài lòng. Kẻ ngu nói đông hiểu tây, bảo đi phía nam lại khư khư đi về hướng bắc. Bất cứ việc gì cũng làm theo tư tưởng và cách nhìn của họ, không chịu nghe theo ý kiến của người khác, vừa ngu si vừa cố chấp. Hạng người này khó mà thành công được. Có ai dám nhắc nhở họ không? Mỗi người đều có cá tính của riêng mình, nhưng có tà có chính. Mỗi người đều có lý luận của mình, nhưng có lý luận chính đáng và không chính đáng, có đúng và không đúng. Có ai can đảm thừa nhận mình sai? Ngày xưa, các bậc thánh hiền xuất thế, tư tưởng và cách nhìn của các ngài làm tấm gương cho chúng ta noi theo. Đức Phật thuyết pháp suốt 49 năm để lại hơn 90 quyển kinh điển. Chúng ta theo đó làm người, làm việc, tu tâm tu hành. Nếu chúng ta không theo kinh thì như thế nào? Đức Phật dạy, muôn sự muôn Phật ở thế gian, có nhân ắt có quả. Kẻ không sợ nhân quả thì chúng ta phải làm thế nào? Chỉ có tự mình gây nhân thì tự mình chuốc quả. Nếu họ cố tình chống lại pháp thì làm sao? Đức Phật dạy, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Vì Phật tính của họ bị mê muội nên để năm dục, tài, sắc, danh, thực, thùy quấy nhiễu, hoặc trí thức của họ bị mê muội sai khiến. Chúng sinh từ vô thủy đến nay bị luân hồi trong sáu đường, đã từng nếm mùi đau khổ hạnh phúc. Làm người sống ở thế gian suốt mấy mươi năm, ai mà không nếm mùi đắng cay cuộc đời? Không biết họ có khả năng giác ngộ, thấy khổ sinh tử mà phát tâm bồ đề không? Hàng phàm phu chúng ta ở trong sáu đường luân hồi, không biết khi nào mới thoát khỏi sinh tử. Chỉ có người học Phật mới giác ngộ, thấy khổ sinh tử mà phát tâm bồ đề, thì mới có thể lợi mình, lợi người. Tự mình giác ngộ, dạy người khác giác ngộ. Người chưa giác ngộ, dù họ có nếm nhiều mùi khổ vui trong sáu đường luân hồi, thì giống như gã khờ trong câu chuyện nếm hết trái cây. Có chỉ bài cho nó biết cũng uổng công thôi. Người có trí huệ thì nếm quả an vui, kẻ ngu si thì nếm quả khổ. Chúng ta phải chọn lựa một con đường, phải không? Câu chuyện thứ 6: chuyển họa thành phúc. Xưa kia, có một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, nhưng ả quen sống buông thả dâm đãng, hành vi lẳng lơ, ăn mặc hiu gợi. Ả có tình nhân bên ngoài, tất nhiên ả không hài lòng người chồng của mình. Ả nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn tinh vi muốn hãm hại chồng mình, nhưng chưa có cơ hội để ra tay. Một hôm, thời cơ đã đến, vì chồng ả được nhà vua cử đi sứ đến nước khác, ả liền làm 5 cái bánh có tẩm thuốc độc, giả bộ buồn rầu nói với chồng: "Thưa tướng công, lần này chàng đi sứ ra nước ngoài, thiếp lo cho chàng đi đường sẽ đói, nên thiếp làm 5 cái bánh này, chàng hãy mang theo khi đói lấy ra dùng." Người chồng nói: "Hiền thê, ta cảm ơn nàng vô cùng, ta rất quý trọng nó và sẽ mang theo luôn bên mình." Sáng hôm sau, anh ta lên đường. Khi anh ta đi đến vùng biên giới thì mặt trời đã lặn xuống núi, lại không có nhà trọ để nghỉ chân, anh ta đành phải nghỉ dưới bên gốc cây. Vì sợ thú dữ nên trèo lên cây ngồi nghỉ. Lúc đó anh ta muốn lấy bánh vợ đã chuẩn bị đem ra ăn thì phát hiện bỏ quên cái túi xách ở dưới gốc cây. Anh định trèo xuống lấy tay túi xách lên thì ngay lúc này có 5 tên cướp đang đi tới gốc cây. 5 tên này lấy trộm rất nhiều châu báu và ngựa dỗi của vua nước láng giềng. 5 tên cướp đi đường xa vừa mệt vừa đói, nên chúng đến ngồi nghỉ bên gốc cây. Bỗng chúng phát hiện một túi xách, liền vội mở ra. Bên trong, ngoài y phục, còn có 5 cái bánh. Bọn chúng liền chia nhau mỗi thằng một cái ăn ngay tại chỗ. Không ngờ bánh có chất độc cực mạnh, chưa qua một phút
cả năm tên kêu la lăn lộn, tai miệng đều trào máu ra, chết lập tức. Sứ giả ở trên cây nhìn thấy năm tên cướp vô cùng sợ hãi, không dám nhúc nhích. Đợi mãi khi đến sáng thì anh ta thấy năm tên đã chết từ khi nào. Anh ta cũng không biết vì sao bọn chúng chết. Sứ giả thấy rất nhiều châu báu và ngựa giỏi, nghĩ chắc bọn cướp lấy từ trong cung vua, nên gom hết châu báu đặt trên lưng ngựa chở đến nước láng giềng. Anh ta đi được nửa đường, nhìn thấy ở phía trước một toán binh lính cưỡi ngựa rầm rộ đang đi về phía mình. Anh ta nghĩ chắc là binh lính của nhà vua nên muốn đến gặp vua để trình bày rõ sự việc về số châu báu và ngựa giỏi. Nhà vua đưa anh ta về cung và hỏi: "Ngươi là người nước nào, được số châu báu này ở đâu?" Anh ta liền thuật lại tất cả sự việc từ đầu đến đuôi. Nhà vua nghe sứ giả trình bày sự việc thì vô cùng cảm động, nên ban cho anh ta rất nhiều châu báu, lại phong làm quan. Nhưng những cận thần hầu vua long năm rất ghét anh ta. Một hôm, có một đại thần đến thưa: "Tâu bệ hạ, gần đây có một con thú dữ thường đến xóm làng phá hại dân lành. Xin bệ hạ hãy cử sứ giả nước ngoài đến giết thú dữ là hợp lý chứ. Thần không biết ý kiến của ngài như thế nào." Nhà vua nói: "Rất tốt, trẫm đồng ý." Do đó, nhà vua cử sứ giả này đi vào rừng sâu trừ diệt thú dữ. Anh ta vừa đi vào rừng thì con thú dữ xuất hiện. Anh sợ quá, vội leo trút lên ngọn cây. Con thú ngẩng đầu lên, há miệng gầm vang khu rừng. Anh ta quá sợ hãi, run lập cập, kiếm đeo bên hông bỗng rớt xuống, trúng ngay miệng con thú. Nó đau đớn lăn lộn rầm rú một hồi rồi chết. Sứ giả này lại lập công lớn, được nhà vua ban thưởng, vinh quang trở về nước. Bài học đạo lý. Câu chuyện này, sứ giả trải qua hai sự cố lại hợp tình hợp lý. Chúng ta cũng có thể nói, người trung hậu hiền lành nhất định chuyển họa thành phúc. Họa phúc ở thế gian theo nhau, trong họa có phúc, trong phúc cũng có họa. Người tâm ngay thẳng có thể chuyển họa thành phúc, kẻ gian xảo biết có chuyển được họa thành phúc không? Bậc cổ đức dạy, họa phúc không đến cửa, chỉ có người tự mời, quả báo thiện ác như bóng theo hình. Họa và phúc ở thế gian không có thời gian nhất định, cũng không nhất định giáng xuống trên đầu người nào. Chỉ cần chúng ta thấy tâm người thiện hay ác mà xác định, hoặc xem hành vi của người làm việc thiện hay ác mà kết luận. Cho nên nói, báo ứng thiện ác như bóng theo hình. Báo ứng thiện ác có nhân đời trước mà chiêu cảm, cũng có duyên thiện ác đời này mà chuyển họa thành phúc. Do đó, thế gian có thiện tri thức hướng dẫn chúng sinh tu học Phật đạo hoặc hướng đến thiện đạo, nhưng cũng có ác tri thức dùng lời đường mật đe dọa dụ dỗ đưa mọi người đi vào tà đạo. Cũng có kẻ dẫn người vào ba đường ác. Có người theo thiện, nói điều thiện, khuyên người làm thiện. Cũng có kẻ nói lời gian trá, dụ dỗ mọi người tạo tội làm ác. Có người gặp thuận duyên nghịch cảnh mà làm thiện, làm ác. Nhưng cũng có người gặp nghịch cảnh nghịch duyên mà làm thiện, làm ác. Có người học Phật gặp môi trường hoàn cảnh đầy đủ tốt đẹp, tinh tiến tu hành thuận lợi. Nhưng cũng có người thích lối sống buông thả, hoặc đắm nhiễm trong năm dục, sống phóng túng, chẳng chịu nỗ lực tu hành. Cho dù họ gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh, nhưng nếu có người bỗng đến hủy nhục, mắng chửi, hoặc xem thường, hoặc gây tranh cãi, làm kích động ý chí của họ, làm cho họ quay đầu lại, tinh tấn tu hành, phấn đấu vươn lên thành tựu đạo nghiệp, sự nghiệp. Đây chính là nghịch tăng thượng duyên. Thế gian có rất nhiều nguyên nhân âm mưu hãm hại người khác, nhưng họ chuyển họa thành phúc cũng rất nhiều. Câu chuyện thứ 7: Đơm hoa mà không kết trái. Ngày xưa có một người chuyên nghiên cứu học vấn đi biển. Nếu như giảng nói về việc đi trên biển thì hắn nói rõ tường tận. Khi gặp gió lớn phải lái thuyền đi như thế nào? Gặp nước chảy xiết phải lái thuyền làm sao? Khi thuyền cập bến hoặc thuyền chạy ngược dòng phải ứng phó như thế nào? Vân vân. Hắn đều thuộc lòng, nói thao thao bất tuyệt. Giống như thủy thủ lái tàu vĩ đại, làm cho mọi người vô cùng khâm phục. Gặp việc đúng lúc, khi các thủy thủ ra biển chưa được một tháng
thì thủy thủ lái tàu ngã bệnh. Bệnh càng ngày càng nặng. Cuối cùng, anh ta vĩnh viễn ra đi. Vị thuyền trưởng nhìn biển cả mênh mông, chỉ trong thời gian ngắn mất đi thủy thủ lái tàu. Mọi người đều buồn lo, nhưng mà không dám nói ra. Lúc đó, gã chuyên nghiên cứu đi biển hùng hồn nói với các thủy thủ. Các anh đừng có sợ, có tôi đây, tôi sẽ lái tàu bảo đảm an toàn. Mọi người không còn cách nào khác, đành phải giao buồng lái cho hắn điều khiển. Lúc này, hắn gánh trách nhiệm nặng nề, biết bao mạng người nằm trong tay hắn. Hắn ngồi chễm chệ trong buồng lái ra vẻ ta đây tài giỏi, cũng lái tàu chạy bên này, quẹo bên kia. Tàu chạy được một đoạn thì bị chòng chành, dường như hắn cũng chưa quen điều khiển. Khi tàu sắp cập bến, hắn không phanh tàu dừng lại được, lại chạy thẳng ra ngoài khơi, lao vào đá ngầm. Kết quả, thuyền bị vỡ tan tành, chìm xuống đáy biển. Mọi người trên thuyền không còn ai sống sót. Bài học đạo lý. Các vị đại đức, Khổng Tử nói, biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Không nên mình không biết mà cố cho mình biết. Người thông minh lại bị sai lầm của sự thông minh. Ngược lại, chúng ta làm việc biết một phần làm một phần, biết hai phần làm hai phần mới là người làm giỏi và cũng làm người thành công. Người không biết mà cố nói biết, hoặc không biết rõ sự việc mà cố nói biết, chẳng những tự mình làm sai mà mọi người làm theo cũng sai. Đó là một thằng mù dắt nhiều thằng đuôi, hay thích làm thầy mọi người, hoặc tự cho mình thông minh, đều là hại mình hại người. Phật Pháp là biết, hiểu và thực hành. Có người chỉ đọc vài quyển kinh, liền đi khoe khoang khoác lác, ta đầy hoằng dương giáo Pháp, chuyển đại Pháp Luân, được cảm ứng hoa trời rơi xuống lã tả. Nhưng phương diện tu trì đức hạnh là rộng tuếch. Họ dạy mọi người tinh tiến tu hành, mà bản thân mình không chịu tu. Dạy người bố thí làm phúc đức, mà tự mình lại chạy theo danh lợi, tài sắc càng nhiều càng tốt. Đạo đức tu hành chẳng dính chút nào. Họ đem Phật Pháp làm hàng hóa kinh doanh mua bán. Thằng ôi, buồn thay đời mạt Pháp. Ngoại đạo nhìn thấy Phật Pháp thù thắng, có nhiều tín đồ như thế, nên muốn hưởng ké. Họ học lén nghi thức của Phật Pháp để ứng dụng, hoặc đem giáo lý của Phật Pháp chỉnh sửa lại, rồi nói đây là Phật Pháp kiểu mới, hay hơn kiểu cũ, lại cũng là tinh yếu trong Phật Pháp. Chân lý bí quyết, cơ trời, trời ban. Bọn chúng tha hồ thổi phồng, tất nhiên có quảng cáo thì có người mua, phải không? Kỳ thực, bọn chúng làm đảo lộn Phật Pháp, khiến cho mọi người cho rằng Phật Pháp bị xen tạp không thanh tịnh chân chính. Nếu như người hiểu biết không chính xác, tin theo không đúng, thì không có mục tiêu phương hướng đúng đắn, tương lai không có chỗ trở về thực sự mới là điều an ổn rất lớn. Học Phật Pháp quý ở sự tu hành, có giới, định huệ. Nhưng có người chỉ cần biết nghi thức Phật Pháp để tụng tán kiếm tiền là được rồi. Có người nương theo Phật Pháp để thu hút tín đồ cho đông. Chẳng những bản thân mình không chịu tu hành mà không biết dạy mọi người tu hành như thế nào. Chỉ cần làm nổi bật bề ngoài là được. Có người chỉ cần ở trước tượng Phật lại lục cầu khẩn, tín đồ đến lại theo là được. Những điều này đều là nơm hoa mà không kết trái. Vì thế, muôn sự ở thế gian cần phải có lý luận, có thực nghiệm, có nơm hoa, có kết trái mới có lợi ích thật sự. Câu chuyện thứ 8. Hai bà vợ làm khổ. Ngày xưa, có một ông chồng cưới hai bà vợ. Tục ngữ có câu, nếu như trong nhà lục đục vì cưới thêm vợ nhỏ, chẳng sai tí nào. Bởi vì phần đông phụ nữ đều có tính ích kỷ hẹp hòi, lại nổi máu hoạn thư rất dữ dằn. Đặc biệt là chồng mình muốn chiếm làm sở hữu. Vậy làm chồng cưới thêm vợ nhỏ thì làm sao ăn ngon ngủ yên cho được. Nhưng ông chồng này có tính nhẫn nại rất giỏi, thường xử sự khéo léo, lo chu đáo cho hai bà vợ. Khuyên bà này an ủi bà kia, nhưng hai bà vẫn không thông cảm cho ông. Nếu như hôm nay ông gần gũi bà lớn thì bị bà nhỏ hờn dỗi nói: chàng là kẻ vô tình vô nghĩa, nếu chàng không yêu thiếp thì đừng có cưới, cưới về lại bỏ rơi thiếp, thật
thật là người vô lương tâm, chúng ta chia tay nhau đi. Thế là ả than khóc ầm ĩ rồi chia tay. Ông chồng vội an ủi, chẳng phải ta yêu nàng nhất trên đời đó sao, ta làm điều gì nàng không hài lòng. Vợ nhỏ ấm ức nói, vợ lớn mới là người chàng yêu nhất, thiếp có gì đâu mà chàng thương. Ôi, té ra là nàng đang ghen. Được rồi, người ta yêu chính là nàng. Ông vừa an ủi bà nhỏ xong, bà lớn ở bên lại trách. Chàng có vợ nhỏ không đối hoài đến thiếp nữa phải không? Nhớ lại ngày xưa chúng ta cùng nhau chịu cực khổ, ra sức gây dựng cơ nghiệp mới thành tựu cơ ngơi này. Ngày nay chàng có tiền rủng rỉnh trong túi đi cưới vợ nhỏ, qua cầu trúc ván phải không? Ông chồng khổ sở nói, nàng đừng có nói thế, không phải ta rất yêu nàng đó sao? Ai mà thèm yêu chàng? Ông ta vỗ về bà này, bà kia tức giận, dỗ dành bà nọ, bà kia nổi tam mạnh, thật là hai bà làm khổ một ông. Ông gần gũi bà lớn thì bà nhỏ hờn giận, âu yếm với bà nhỏ thì bà lớn nổi máu hoạn thư. Một hôm, trong lúc ăn cơm, bà lớn nói, chàng là kẻ vong ân bội nghĩa, lúc đầu theo đuổi thiếp, chàng thề thốt những điều gì? Chàng nói trọn đời chỉ yêu có mình thiếp, thiếp mới một lòng chung thủy yêu chàng, không quản cực khổ, ra sức làm việc, cùng chàng xây dựng vung bén gia đình ấm êm hạnh phúc. Nay chàng giàu sang, chẳng cần thiếp nữa phải không? Mọi việc đều do con hồ ly tinh này mê hoặc, chàng mới đánh mất lương tâm như vậy. Vợ nhỏ quát ầm lên, ai là con hồ ly tinh? Bà ăn nói cẩn thận một chút, bằng không con này không khách sáo đâu nhé. Không khách sáo gì? Muốn đánh nhau phải không? Đến đây, mày không dám đến thì đúng là mày giật chồng bà. Có gì mà sợ chứ, bà xem đây. Vợ nhỏ lao vào cấu xé bà lớn. Ông chồng đứng ở giữa không biết xử sự như thế nào, can bà lớn cũng không được, bỏ bà nhỏ cũng không xong. Ông kéo bà lớn ra thì bà nói, ông muốn binh vực con hồ ly này phải không? Ông kéo bà nhỏ cũng la quát, này, ông muốn bên bà già này đánh tôi phải không? Thế là xảy ra cuộc chiến ẩu đả loạn xạ. Bà nhỏ lao tới đánh ông chồng với bà lớn đánh bà nhỏ. Một lúc sau, ông chồng với bà nhỏ đánh bà lớn. Thật khó phân biệt ai ta ai địch. Cuộc chiến bất phân thắng bại, đúng là hai bà làm khổ một ông. Bài học đạo lý. Đàn ông vốn có tính tham nên ai cũng muốn đời sống vật chất sung túc đầy đủ và nhiều vợ. Bậc cổ đức dạy, con người khi no ấm thì nghĩ đến chuyện sinh hoạt tình dục. Đây là căn tính thấp hèn của con người. Trừ phi mọi người đều là thần thánh thì thế gian không còn chuyện thị phi. Lúc chưa có cơm ăn áo mặc, nhà ở, phương tiện đi lại, tài sắc danh lợi thì bôn ba xua ngược tính toán tranh giành phải được nó cho bằng được. Đến khi có rồi, muốn chiếm hữu nó, muốn giữ cất nó, có nó mãi mãi, do đó mới có chuyện phải trái và đau khổ. Thiên hạ có rất nhiều chuyện mâu thuẫn, yêu hận, thích thú nhàm chán, hạnh phúc khổ đau, thương ghét thiện ác, thị phi chính tà, thật giả, bỏ lấy, nắm giữ buông xả vân vân. Quả thật là hai bên làm khó. Cho nên chúng ta phải học trí huệ của Phật, kiếm trí huệ chặt đứt phiền não thì liền giải thoát. Câu chuyện thứ 9, che giấu sai lầm. Ngày xưa có một đôi vợ chồng trẻ. Một hôm vợ muốn trở về nhà mẹ đẻ nên rủ chồng cùng đi. Vợ nói, chàng ơi, lần này chúng mình về thăm quê, chàng nhớ lịch sự lễ phép nhã nhặn với cha mẹ bà con bạn bè, không được nói năng cọc lốc làm mất mặt thiếp nhé. Chồng đáp, ta biết rồi, nhất định không làm nàng thất vọng đâu. Về đến nhà vợ, chồng liếc đông ngó tây, đi chỗ này đến chỗ kia. Bất giác anh ta đến kho gạo, nhìn thấy gạo trắng nõn nà thơm phức, bỗng anh ta cảm thấy đói bụng, liền vốc một nắm bỏ vào miệng. Ngay lúc đó vợ đi vào, anh ta nuốt không được mà nhả ra cũng không ổn. Vợ nhìn thấy chồng mặt mày nhăn nhó khổ sở, liền lo lắng hỏi, chàng bị làm sao thế, trong người không được khỏe hả? Chồng ngậm một miệng gạo không trả lời được. Vợ nghi ngờ bước đến, thấy hai bên má của chồng sưng phù lên nên hốt hoảng hỏi, chàng bị đau răng phải không? Thiếp mời thầy thuốc đến khám nhé.
Vợ lập tức lôi chồng đến gặp cha và nói: "Thưa cha, chồng con không biết bệnh gì mà hai bên má sưng phù, cha mau mau cho người mời thầy thuốc đến khám bệnh cho chàng." Vợ luôn theo sát chồng cho nên anh ta không có cách nào nhổ gạo ra được. Anh ta lo lắng nghĩ: "Điên rồi, ta phải làm cách nào đây?" Thầy thuốc đến khám bệnh cho anh ta xong liền bảo: "Anh ta vô cớ bị trúng độc phải phẫu thuật gấp, bằng không nguy hiểm đến tính mạng." Thầy thuốc mổ ra chỉ có gạo, mọi người mới biết anh ta ăn vụng. Cả ba người đều lâm vào cảnh khó xử. Cha vợ nói cũng không được, vì một nắm gạo có đáng giá là gì mà nói anh ta. Không nói cũng không đúng, tại sao anh ta không nói sớm, báo hại mọi người một phen hoảng hồn. Chàng rể cũng xấu hổ vì ăn vụng gạo, đã làm cho mọi người lo lắng vô ích. Thầy thuốc cũng quê độ, thầy nói là anh ta vô cớ trúng độc, mổ ra chỉ có gạo, cho nên mọi người đều không dám nói ra. Kết quả ai nấy đều bực mình mà giải tán. Bài học đạo lý: có người làm được một chút công lao hay làm được một chút việc tốt thì luôn thích khoe khoang với mọi người, là sợ thiên hạ không biết. Còn như họ phạm lầm lỗi hoặc có khiếm khuyết thì rất sợ mọi người biết được, nên cố che giấu. Bậc cổ đức dạy: nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu chúng ta muốn mọi người không biết lỗi của mình, trừ phi tự mình đừng có làm. Bằng không thì cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sớm muộn gì mọi người cũng biết. Chúng ta che giấu chỉ nhất thời, không thể che giấu lâu được. Người ngay thẳng chân thật mới là chính nhân quân tử, kẻ thích che giấu lỗi lầm là kẻ tiểu nhân.